Xin chào tất cả mọi người. Les adjectifs placés avant le nom, những tính từ đứng trước danh từ, là một phần của bài học về vị trí của các tính từ trong tiếng Pháp. Khi chúng ta học tính từ trong tiếng Pháp, chúng ta cần nhớ một cái quy tắc khi xác định vị trí của các tính từ như sau. Chúng ta có quy tắc chung là tính từ trong tiếng Pháp luôn luôn đi sau danh từ. Chúng ta có quy tắc riêng, một số ít tính từ đi trước danh từ. Và đó là nội dung của bài này. Và chúng ta có một quy tắc đặc biệt, một vài tính từ mang ý nghĩa khác nhau khi đổi vị trí. Tức là khi nó đứng trước thì nó mang một ý nghĩa khác, khi nó đứng sau thì nó mang một ý nghĩa khác. Và chúng ta sẽ học trong một cái bài khác. Trong bài này nội dung là chúng ta sẽ xem quy tắc thứ hai, tức là một số ít tính từ đi trước danh từ, trong khi quy tắc chung là tất cả các tính từ trong tiếng Pháp thì phải đi sau danh từ. Và chúng ta có những trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất là các tính từ chỉ số đếm thì đứng trước danh từ. Les adjectifs numéro cardinaux. Các tính từ chỉ số đếm. Ví dụ, các cái con số 1, 2, 3, 4, 100, v.v. thì luôn luôn đứng trước danh từ. Đây là một cái điều hiển nhiên nhưng mà người ta cũng phải liệt kê ra cho nó đầy đủ một cái bài. Các tính từ chỉ số đếm thì phải đứng trước danh từ. Ví dụ, 3 élèves, 3 học sinh, 130 euros, 130 euro, 20 personnes, 20 người. Và chúng ta cứ vậy chúng ta làm, có thể là danh từ chỉ người, có thể là danh từ chỉ vật, tất cả các tính từ chỉ số đếm mà chúng ta tô màu vàng như thế này đều phải đứng trước danh từ. Nhưng mà chúng ta cần chú ý một điểm là tính từ chỉ số đếm, tức là những tính từ mà chúng ta tô màu vàng này, có thể đứng sau danh từ. Trong khi chúng ta nói là nó đứng trước danh từ và bây giờ nó có thể đứng sau danh từ trong trường hợp là nó không diễn tả số lượng. Bên trên là diễn tả số lượng 3 học sinh, 130 euro, rồi 20 người. Và bây giờ nó không diễn tả số lượng mà diễn tả thứ tự trong một loạt các cái con số và nó diễn tả một cái thứ tự. Trong trường hợp này thì nó sẽ đứng sau danh từ và nó không phù hợp với danh từ mà nó đi kèm, tức là nó không có accord. Ví dụ, page 1, chúng ta thấy danh từ page là một danh từ feminine giống cái, nhưng mà con số 1 nó vẫn để masculine bởi vì nó đứng sau danh từ, nó diễn tả một cái thứ tự và trường hợp này không có accord, chúng ta không nói là page 1 và chúng ta vẫn nói là page 1. J'ai le siège numéro 40, tôi có ghế ngồi là số 40, chẳng hạn là trên một toa tàu, trên cái chuyến máy bay, chúng ta có cái số, thì cái con số này nó đi sau danh từ numéro. Le vol AF414. Tôi đấy, đây là một cái ví dụ thôi. Chuyến bay của hãng Air France số 414. Rồi chúng ta lấy có ví dụ khác là trên một chuyến xe lửa. Voiture 7. Các cái toa xe trên một chuyến xe lửa thì người ta gọi là le wagon. Nhưng mà ở đây người ta lại dùng voiture. Khi chúng ta đi một chuyến xe lửa, ở đây chúng ta đi ở trong nhà ga. Nhà ga này là chắc chắn là nhà ga Saint-Lazare ở Pháp, một trong 6 nhà ga, bởi vì cái chuyến tàu này nó đi tới vùng Normandy. Như vậy nó đi ở từ nhà ga Saint-Lazare. Khi chúng ta mua vé đi trên một chuyến xe lửa thì chúng ta thấy cái số ghế và chúng ta có cả số toa xe nữa. Như vậy chúng ta thấy đây là các cái hành khách này. Họ thấy cái toa này nhưng mà họ không có lên bởi vì đây không phải là cái toa xe của họ. Họ đi tìm cái toa xe số 7 rồi lên cái toa xe đó. Cái wagon đó người ta sẽ tìm cái số ghế của họ. Như vậy là cái con số 7 này đi sau cái danh từ này và nó đứng đằng sau. Ở đây chúng ta ghi số 7 để cho nó dễ tìm bởi vì trong thực tế khi người ta nói về số chuyến bay hoặc là số của toa xe mà ta ghi bằng con số như thế này. Như vậy qua cái phần số 1 này chúng ta nói tóm lại là tính từ chỉ số đếm, les adjectifs numéro cardinaux thì đứng trước danh từ. Chúng ta thấy có những cái trường hợp như thế này. Tuy nhiên có cái trường hợp là nó đứng sau danh từ. Trường hợp này nó không chỉ số lượng mà nó chỉ số thứ tự. Khi đứng trước thì chỉ số lượng. Chúng ta thấy là 3 học sinh, tức là số lượng là 3. 130 euro, 130 euro, số lượng là 130. 20 người, 20 person, như vậy là số lượng. Trong khi các ví dụ dưới chúng ta thấy không phải là số lượng mà là số thứ tự. Trang thứ nhất và chỗ ngồi số 40, rồi chuyến bay Air France số ký hiệu là 414, rồi toa xe lửa số 7. Vậy có hai trường hợp khi chúng ta dùng về tính từ chỉ số đếm.
Trường hợp thứ hai là các tính từ được phép đứng trước danh từ, đó là các tính từ chỉ số thứ tự, desiccative ordinal. Ở đây chúng ta có một số các cái trường hợp mà tôi tô màu vàng, chúng ta thấy nó là tính từ chỉ số thứ tự và nó đứng trước danh từ. Chữ được tô vàng nó là tính từ và nó đứng trước một cái danh từ. C'est notre première rencontre. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, lần gặp gỡ đầu tiên. Son troisième année à la fac. Fac là viết tắt của faculté, tức là trường đại học. Đây là năm thứ ba đại học. Và thứ ba thì đứng trước danh từ năm. C'est sa deuxième fois. Đây là lần thứ hai. Vậy lần thứ hai này đứng trước danh từ fois. C'est son septième anniversaire. Đây là sinh nhật thứ bảy của thằng bé này. Như vậy là septième đứng trước danh từ anniversaire. Le 21e siècle, thế kỷ thứ 21. Và trong trường hợp này chúng ta để ý là 21 là 21. Như vậy đổi thành tính từ chỉ số thứ tự thì nó ra là 21e. 21 là 21, 21e là thứ 21. Chúng ta thấy có một cái sự thay đổi một chút ở trong cái số A và unem này. Thế kỷ thứ 21, như vậy số thứ tự là 21e đứng trước danh từ là siècle. La Seconde Guerre mondiale, chiến tranh thế giới thứ hai. Như vậy seconde là tính từ chỉ số thứ tự đứng trước danh từ là guerre. Như vậy trong trường hợp thứ hai chúng ta thấy là có quy tắc là các tính từ chỉ số thứ tự thì nó đứng trước danh từ. Và trong trường hợp thứ ba, certains adjectifs courts et fréquents, một số các tính từ ngắn, court là ngắn, et fréquents, fréquents là hay dùng, thông dụng, một số tính từ ngắn và thông dụng thì nó đứng trước danh từ. Đó là những tính từ như là beau là đẹp, bon là tốt, bref là ngắn, grand là lớn, gros là bự, to lớn, faux là sai, là giả, jeune là trẻ, joli là đẹp, mauvais là xấu, moindre là nhỏ nhất, meilleur là tốt nhất, nouveau là mới, petit là nhỏ, vieux là già, demi là một nửa, mi là ở giữa, autre là khác, cher là mắc hay là thân mật, rồi frère là thật, pire là tệ nhất. Thì chúng ta có một số các cái ví dụ như sau. Chúng ta nhớ cái con số về tính từ ngắn và thông dụng đứng trước danh từ. Luôn luôn cái danh sách này nó có 3 chấm, tức là nó còn nữa. Tại sao là còn nữa? Chúng ta sẽ coi phần chú thích ở bên dưới. Không có tài liệu nào người ta nói là trong cái danh sách này có mười mấy hay hai mươi mấy, người ta không thể nói ra một con số xác định cụ thể, mà người ta đưa ra một số như cái tính từ như thế này, dùng cái thể 3 chấm, tức là còn một số nữa. Và bây giờ chúng ta coi một số ví dụ. Un beau dimanche, một ngày chủ nhật đẹp trời. Un bon repas, một bữa ăn ngon. Un bref discours, một bài diễn văn ngắn. Une grande fête, một ngày lễ lớn. Un gros camion, một chiếc xe tải bự. Un faux ami, faux ami là chúng ta giải thích như sau. Ami là người bạn, faux là giả. Tại sao lại có người bạn giả? Đây là trường hợp người ta hay nói những cái chữ mà nhìn ra xem nó có vẻ giống nhau, mà thực sự nó không, hoàn toàn không có giống nhau. Chúng ta lấy hai cái chữ như sau. Une librairie ở trong tiếng Pháp, librairie là một tiệm sách. Ở trong tiếng Anh nó cũng gần gần giống như thế này, nó có một số các cái từ giống. A library là một thư viện. Như vậy có vẻ giống nhau nhưng mà hoàn toàn là khác nhau. Người ta nói là đây là những cái chữ sơ sông được faux ami, đây là những người bạn giả, tức là xem ra có vẻ giống nhưng mà hoàn toàn là khác. Khi vào trong tiệm sách chúng ta muốn lấy sách ra ngoài thì chúng ta phải trả tiền. Khi vào trong thư viện library chúng ta muốn lấy sách ra ngoài chúng ta không phải trả tiền. Chúng ta chỉ cần trình cái thẻ thư viện. Như vậy đó người ta gọi là un faux ami. Un jeune couple, couple là một cặp. Cặp có thể là cặp vợ chồng hay một cặp tình nhân như còn trẻ tuổi. Chúng ta thấy là tính từ jeune đi trước. Une jolie maison, một căn nhà xinh xắn. La moindre faute, tính từ moindre nghĩa đầu tiên là nhỏ hơn. Và ở đây lại mang nghĩa thứ hai nữa là nhỏ nhất, một lỗi nhỏ nhất. Ví dụ trong một số các cái tình huống người ta không cho phép phạm sai lầm dù là một cái lỗi nhỏ nhất. Ví dụ như là ta điều khiển cái hệ thống đường xe lửa đường sắt thì chỉ một cái sai lầm nhỏ là cũng thể gây ra tai nạn. Các cái xe tuyến xe lửa nó phải tuân thủ các cái chuyến đi, các cái hành trình từng phút một. Nếu chỉ cần sai một phút thôi là có tai nạn. Chẳng hạn như là phóng tên lửa lên vũ trụ, người ta không cho phép, la moindre faute, một cái lỗi nhỏ nhất cũng sẽ gây ra một cái tai nạn rất là lớn.
Le meilleur joueur, meilleur là tính từ so sánh của bon, cầu thủ giỏi nhất. Le nouveau professeur, thầy giáo mới. Un petit frère, đứa em. Chữ frère này có thể là anh, có thể là em. Và chúng ta thêm tính từ petit vào thì nó trở thành người em trai. Un vieux ami. Tính từ vieux này không có nghĩa là già mà là lâu năm. De vieux amis là những người bạn, không phải là bạn già, là những cái bạn người bạn cũ lâu năm. Và chúng ta đặc biệt chúng ta để ý là tính từ vieux này là phải đi theo với một danh từ ami là số nhiều. Nếu ami là số ít, chúng ta sẽ rơi vào một trong những trường hợp phía sau này, chúng ta sẽ coi ở phía sau này. Ở đây là số nhiều, the vieux ami. C'est une vraie surprise. Surprise là một danh từ, là sự ngạc nhiên. Vraie là đích thực, đây thực sự là một điều đáng ngạc nhiên. C'est un mauvais garçon, một đứa bé trai không có ngoan. Une demi-heure, nửa giờ, tức là 30 phút. Une autre fois, một lần khác. Chers amis, tính từ cher có nghĩa là mắc, có nghĩa là thân. Ở đây chúng ta đi với một danh người thì tên của một tên người, chỉ người là bạn bè, thì chúng ta không dịch là những người bạn mắc mỏ mà chúng ta gọi là những người bạn thân mến. Chers amis. C'est la pire situation. Une situation là một cái tình hình, là một cái tình huống. Pire là tồi tệ nhất, xấu nhất, trong tình huống xấu nhất. Như vậy chúng ta thấy các cái tính từ mà được tô màu vàng này, đó là tính từ, một số tính từ ngắn và thông dụng thì nó được phép đứng trước danh từ. Tóm lại là khi chúng ta nói là có một số ít tính từ được phép đi trước danh từ trong khi số đông thì phải đi sau danh từ, thì chúng ta có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là các tính từ chỉ số đếm, 3 học sinh, 130 euro, vân vân. Đó là những tính từ chỉ số đếm thì đứng trước danh từ. Tuy nhiên nếu cũng là những cái tính từ này chỉ số đếm nhưng mà nó chỉ cái số thứ tự chứ không phải là số lượng thì nó sẽ đứng sau. Chẳng hạn con số 1 này thì không phải chỉ số lượng mà chỉ là số thứ nhất. Page A, trang thứ nhất, tôi có cái ghế ngồi số 40, không phải là 40 cái ghế ngồi mà tôi có ghế ngồi số 40, thì con số 40 đi sau danh từ numero, vân vân. Trường hợp thứ hai, một số tính từ được phép đứng trước danh từ, đó là các tính từ chỉ số thứ tự, thứ nhất, thứ ba, thứ hai, thứ bảy, thứ 21, thế kỷ 21, chiến tranh thế giới thứ hai, đó là những cái tính từ chỉ số thứ tự và đứng trước danh từ. Và trường hợp thứ ba, một số các tính từ ngắn và thông dụng, tức là hay dùng. Chẳng hạn như là trường hợp các cái danh sách của các tính từ này, chúng ta thấy nó sẽ được phép đứng trước danh từ. Chẳng hạn như là một buổi sáng chủ nhật đẹp, un beau dimanche, một bữa ăn ngon, un bon repas, une grande fête, một ngày lễ lớn, vân vân. Ngoài ra chúng ta cần nhớ ba quy tắc sau khi chúng ta coi về cái quy tắc là một số tính từ được phép đứng trước danh từ. Quy tắc thứ nhất là các tính từ ngắn và hay dùng ở bên mà chúng ta liệt kê bên trên sẽ đứng sau danh từ khi có một trạng từ dài đi trước nó. Ví dụ chúng ta so sánh hai cái câu sau đây. Un très bel homme, chúng ta thấy đây là tính từ belle, tức là masculine của beau, thì nó đứng trước một danh từ, nó được phép đứng trước danh từ. Nhưng trong trường hợp sau nó sẽ đứng sau bởi vì đứng trước nó có một trạng từ dài. Trạng từ dài là particulièrement. Đây là một trạng từ, một adverb và rất là dài. Thì tính từ belle, tính từ đẹp nó phải đứng sau. Un homme particulièrement beau. Một người đàn ông thực sự là đẹp, đẹp trai một cách đặc biệt. Un très long discours, tính từ long được phép đứng trước danh từ. Nhưng trong trường hợp sau nó sẽ đứng sau. Un discours incroyablement long. Một bài diễn văn cực kỳ là dài, dài một cách khó tin. Đó là quy tắc thứ hai chúng ta cần nhớ là khi tính từ đứng trước danh từ thì cái mạo từ indefini, tức là mạo từ đề đó, mà số nhiều đó, thì sẽ biến thành the. Thay vì người ta nói đề, người ta biến thành the. Chúng ta lấy hai ví dụ. Il y a des maisons magnifiques. Như vậy, magnifique là một tính từ và nó đứng sau danh từ. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta đưa cái tính từ này ra đằng trước thì chữ đề này biến thành chữ đờ. Người ta không nói là đề nữa mà người ta nói là đờ bởi vì nó sẽ đứng trước một cái tính từ. Il y a de magnifiques maisons. Chúng ta quay lại câu này. Il y a de maisons magnifiques. Đây là đề. Đây là mẫu từ indéfini, article indéfini. Il y a de magnifiques maisons. Có những ngôi nhà rất là đẹp. Như vậy hai câu này ý nghĩa giống nhau.
Ce sont des pâtisseries délicieuses. Pâtisserie là những cái bánh ngọt đó, rất là ngon. Đây là những cái bánh ngọt rất là ngon. Nhưng mà nếu chúng ta đưa chữ delicious ra lần trước thì chữ đề này biến thành the. Ce sont de delicieuses pâtisseries. Vậy để giải thích tại sao cũng là một tính từ magnifique hoặc là delicious, và trong câu trước nó đứng sau danh từ và trong câu thứ hai nó lại đứng trước danh từ, thì chúng ta giải thích như sau. Người ta để ra phía trước những tính từ mà bình thường nó không được phép đứng trước, và bây giờ người ta để ra phía trước là để làm nổi bật cái tính từ này. Và cái cách dùng này là thường thường được dùng trong văn chương thi ca, tức là các nhà văn, nhà thơ họ có quyền dùng, họ làm cho nó nổi bật cái tính từ này lên. Để chúng ta học, đang học tiếng Pháp ở giai đoạn là đầu thì chúng ta cứ tuân thủ theo, tức là những tính từ bình thường thì đứng sau danh từ, chỉ trừ một số tính từ ngắn và thông dụng được phép đứng trước. Chúng ta đừng có tự tiện để các cái tính từ nào cũng đứng trước, là bởi vì đây là cái cách hành văn đặc biệt của các nhà văn, của các nhà thơ. Đó là quy tắc thứ hai. Quy tắc thứ ba, các tính từ giống đực masculine, beau, fou, vieux, nouveau, có ba tính từ này khi đứng trước một từ bắt đầu bằng nguyên âm thì nó biến thành belle, beau biến thành belle, fou biến thành folle, vieux biến thành vieille và nouveau biến thành nouvelle. Chúng ta lấy đưa ra một số các ví dụ sau. Tính từ beau là đẹp sẽ biến thành belle khi đứng trước một danh từ này mở đầu bằng một nguyên âm. Un beau monsieur, một người đàn ông đẹp trai. Un bel immeuble, một tòa nhà đẹp. Như vậy cùng là một tính từ nhưng mà beau sẽ biến thành belle nếu mà belle đứng trước một từ và cái từ này mở đầu bằng một nguyên âm, đây là nguyên âm y. Un vieux garçon, un vieil homme. Vieux garçon là một người phụ bàn mà già rồi đó, phụ bàn trong các quán ăn, các cái quán uống. Garçon này không phải là đứa bé không thể già được. Garçon là người phụ bàn ở trong các quán ăn nhưng mà lớn tuổi rồi, un vieux garçon. Và bây giờ cũng là tính từ vieux là già, chúng ta đổi thành vieil, vieux đổi thành vieil khi đứng trước một danh từ và danh từ mở đầu bằng nguyên âm. Ở đây chúng ta thấy danh từ homme có ký tự as đi đầu và ký tự as này là as câm, không có giá trị phát âm, thì chúng ta tính tới ký tự kế tiếp là o, đây là một nguyên âm, thì chúng ta đổi vieux thành vieil, un vieil homme. Và chúng ta liên tưởng tới một cái tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Ernest Hemingway, Le vieil homme et la mer, ông già và biển cả. Ông già biển cả là một tác phẩm tương đối nhỏ thôi nhưng mà rất có giá trị của nhà văn Ernest Hemingway. Chính tác phẩm này đã làm cho nhà văn Ernest Hemingway được đoạt được giải thưởng văn chương Nobel của về văn chương. Và bây giờ chúng ta coi tính từ nouveau. Nouveau là mới và khi nó đứng trước một danh từ mở đầu bằng một phụ âm thì nó vẫn là nouveau, un nouveau logement, nhưng khi đứng trước một danh từ mở đầu bằng nguyên âm thì nó trở thành nouvelle, un nouvel appartement, un nouveau logement, một nơi ở mới, un nouvel appartement, một căn hộ mới. Và chúng ta có một cái ngày lễ đặc biệt trong năm, Le Nouvel An, là Tết Dương Lịch, là ngày mùng 1 tháng Giêng của năm Dương Lịch, Le Nouvel An. Như vậy là sau khi chúng ta đã coi ba quy tắc, ba trường hợp, một tính từ được phép đứng trước danh từ, đó là tính từ chỉ số đếm, thứ hai là tính từ chỉ số thứ tự, thứ ba là một số tính từ ngắn và thông dụng. Và bây giờ chúng ta cần nhớ thêm ba quy tắc nữa, tức là các tính từ ngắn và thông dụng mà chúng ta vừa nói đó, nó sẽ đứng sau danh từ nếu đứng trước nó là một cái trạng từ dài, particulièrement là một cái trạng từ rất là dài, thì bây giờ tính từ nó phải đứng sau. Nó có thể đứng trước, bây giờ nó gặp cái trạng từ này thì nó phải đứng sau. Incroyablement là một cái trạng từ dài. Như vậy tính từ lâu này nó có thể đứng trước, bây giờ nó bắt buộc phải đứng sau. Đó là quy tắc thứ nhất chúng ta cần nhớ. Quy tắc thứ hai là khi một tính từ đứng trước danh từ thì article defini de biến thành de. Và trường hợp thứ ba là bốn tính từ sau khi nó đứng trước một danh từ và danh từ đó mở đầu bằng nguyên âm thì nó trở thành bô biến thành bel, fou, fou là điên biến thành folle, vieux là già biến thành vieille và nouveau là mới biến thành nouvelle. Và xin chào tất cả mọi người.